cơ hội cuối cùng để sở hữu căn hộ tại dự án Ruby Hà Nội. Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với Nhà Tốt. Thưa anh chị, ngày hôm nay thì chủ đầu tư Capital Land đã đưa ra những cái thông tin ban đầu về phân khu giai đoạn 3 của dự án Ruby Hà Nội có tên là Ruby Elite. Thưa anh chị, đây là hai tòa căn hộ cuối cùng của chủ đầu tư Capital Land mở bán ra trong dịp này, kết thúc toàn bộ cái dự án Ruby Hà Nội. Và đây cũng chính là cái tòa căn hộ mà chủ đầu tư dành nhiều tâm huyết nhất và đầu tư nhiều trang thiết bị cũng như là nâng cấp nhiều nhất cho cái dự án này. Thì hôm nay đã bắt đầu có những thông tin và Hòa sẽ cùng chia sẻ với anh chị xem là liệu rằng Ruby Elite có những cái thông tin hé mở, có những cái thông tin như thế nào để được định giá hay là đánh giá đây là một phân khu hạng sang và là phân khu gọi là cao cấp nhất ở trong dự án Ruby Hà Nội này anh chị nhá. Và thưa anh chị, vừa qua thì chủ đầu tư có chia sẻ về các cái thông tin như sau. Đầu tiên là về cái cơ cấu của những cái căn hộ anh chị. Về cơ cấu của các loại hình căn hộ thì chủ đầu tư đưa ra các loại hình căn hộ gồm có căn hộ một phòng ngủ từ 42m cho đến 54m, căn hộ hai phòng ngủ có loại từ 54, 62, 74 và 85m anh chị nhá. Loại căn hộ 3 phòng ngủ thì sẽ có loại căn hộ 82m và loại căn hộ 100 để cho đến loại căn hộ 130m, tức là vẫn có khả năng vẫn có những căn hộ khoảng 105m theo cái mẫu thiết kế trước đây của chúng ta. Và ở đây đặc biệt sẽ có những loại căn hộ duplex 4 phòng ngủ có diện tích từ 193 cho đến 212m anh chị nhá. Và ở đây sẽ có những căn hộ penthouse có diện tích rất lớn từ 368m cho đến 382m. Thì cái loại hình cơ cấu căn hộ như này và bố trí như thế này thì nó sẽ rất là đa dạng loại hình căn hộ anh chị, và anh chị có rất là nhiều cái lựa chọn khi mà anh chị có thể lựa chọn nhiều loại hình khác nhau với số lượng phòng ngủ khác nhau cho cái sản phẩm Ruby Elite này. Và với cái thông tin ban đầu của chủ đầu tư thì họ cũng đưa ra ở đây sẽ có hai tòa nhà với 29 tầng anh chị nhé, hai tòa này chỉ có 29 tầng thôi và với tổng số lượng căn hộ là 697 căn hộ anh chị. Chỉ có 697 căn hộ. Ở đây thì theo tiêu chuẩn là bán giao là hoàn thiện, quen thuộc rồi. Cái tiếp theo nữa đó chính là phân khu này chính là một phân khu khép kín anh chị. Một phân khu khép kín. Đó. Thì không phải là một phân khu mở như cái nơi mà Hòa đang đứng ở đây, là Hòa có thể đi vào công viên nội khu và đi vào các khu vực ở bên trong này. Còn đối với phân khu Ruby Elite cũng như là Ruby Hà Nội sẽ là một phân khu khép kín. Đó. Đấy là lưu ý với anh chị. Tiếp theo đó chính là cái kế hoạch bán giao thì vẫn là quý 1 của năm 2027 anh chị nhá. Và những cái thông tin lưu ý ở cái dự án này thì đầu tiên đó chính là chủ đầu tư khi mà họ đưa ra thì họ cam kết rằng đây là mật độ căn hộ thấp nhất của Ruby Hà Nội. Thưa anh chị, đối với cái mật độ căn hộ thấp thì Hòa đánh giá rằng là Ruby Hà Nội, Ruby Evergreen là hai phân khu có cái mật độ căn hộ rất là thấp. Và nếu mà đã là thấp nhất của Ruby Hà Nội thì Hòa cho rằng đây cũng là hai tòa nhà có mật độ căn hộ thấp nhất cho toàn bộ các cái dự án của Vinhomes Smart City. Nếu như vậy thì Hòa nhìn nhận rằng là mỗi một tòa căn hộ như vậy nó sẽ có khoảng tầm 350 căn đúng không anh chị, bởi vì là tổng đã có khoảng gần 700 căn, 697, thì như vậy mỗi một tòa sẽ có khoảng 350 căn, và 350 căn mà chia cho khoảng 6 thang máy anh chị, chia cho khoảng 6 thang máy thì nó đâu đó chỉ rơi vào 58 căn hộ trên một thang máy thôi. Thì đây là tỷ lệ căn hộ và mật độ thấp nhất trong toàn bộ tất cả các dự án của Vinhomes Smart City. Đây là một điểm rất là đặc biệt anh chị nhá. Cái tiếp theo khi mà chúng ta chủ đầu tư đưa ra đó chính là cửa kính full 2, tức là tràn viền anh chị, tràn viền từ trên xuống dưới, và nó không có các cái thành tường anh chị, mà nó sẽ là full kính từ trên xuống dưới cho tất cả các phòng ngủ của chúng ta. Và theo những thông tin mà Hòa được biết thì cái loại kính mà sử dụng ở đây sẽ sử dụng loại kính Lowy theo những thông tin ban đầu mà nhận được là như vậy anh chị nhá. Cái điểm thứ ba của dự án Ruby Hà Nội mà chúng ta cần mà chủ đầu tư đưa ra đó chính là nâng cấp toàn bộ các thiết bị bếp, thiết bị vệ sinh và có cả máy rửa bát cho những căn hộ 3 phòng ngủ anh chị. Cái điểm này là cái điểm cộng thêm nữa này, bởi vì những cái căn hộ 3 phòng ngủ thì số lượng người đông hơn và khi mà chúng ta sinh hoạt như vậy thì chúng ta cần sử dụng các cái thiết bị như là máy rửa bát đúng không anh chị. Khi mà chủ đầu tư cung cấp thêm vào đây như vậy thì nó sẽ làm cho chúng ta thoải mái hơn và chúng ta thấy đó là tiện lợi hơn anh chị. Và chủ đầu tư sẽ nâng cấp những cái thiết bị như vậy. Khi mà anh chị thấy rằng là giai đoạn 1 thì chúng ta không được bàn giao lò nướng đúng không? Giai đoạn 2 thì chúng ta được bàn giao thêm lò nướng ở Ruby Classic. Thì ở Ruby giai đoạn 3 với những căn 3 ngủ chúng ta sẽ có thêm cả máy rửa bát nữa. Đó, đấy là điểm thứ 3. Điểm thứ 4 là chủ đầu tư nâng cấp thiết kế và thiết bị vệ sinh sang trọng và lịch lãm hơn.
Thì thưa anh chị, trong một số video Hòa cũng chia sẻ rồi, ở giai đoạn 3 này nhiều khả năng chủ đầu tư sẽ nâng cấp căn hộ theo tiêu chuẩn của cái dự án Heritage White Lake. Thì ở đây sẽ có một số hình ảnh đấy, chị có thể xem về cái tiêu chuẩn bàn giao của Heritage White Lake. Thì anh chị có thấy rằng là cái căn hộ ở đây thì nó được bàn giao rất là sang trọng với nhiều cái thiết bị cao cấp và trông nó cũng là đẹp và sáng sủa, đúng không anh chị? Được ốp đá, nhiều đá, đúng không anh chị? Thì đấy là cái hiện tại thì chủ đầu tư chưa công bố, nhưng mà chủ đầu tư nói rằng là với cái tiêu chuẩn thì chủ đầu tư sẽ làm nó tương tự như là Heritage White Lake. Tất nhiên sẽ có những cái điểm nhấn, nhưng về cơ bản thì nó sẽ có cái tiêu chuẩn bàn giao như vậy, anh chị nhá. Cái thứ năm đó chính là cơ hội đăng ký mua căn hộ duplex 4 phòng ngủ duy nhất tại dự án Ruby Hà Nội. Thì thưa anh chị, với cái dự án Ruby Hà Nội thì anh chị đã thấy là giai đoạn 1 chúng ta có những căn hộ duplex, trong sang giai đoạn 2 thì chúng ta không còn những căn hộ duplex nữa, và ở giai đoạn 3 này thì chúng ta có những căn hộ duplex 4 phòng ngủ. Đây là một cái điểm rất là đặc biệt, và chủ đầu tư không làm những căn hộ duplex 3 phòng ngủ nữa mà chỉ làm những căn hộ duplex 4 phòng ngủ thôi. Thì với những anh chị nào mong muốn cái sự sang trọng, cái sự ở rộng rãi, thì những căn hộ duplex 4 phòng ngủ là một trong những cái lựa chọn anh chị có thể là hướng tới. Bởi vì những căn hộ duplex thì khi mà nó có sự thông tầng như vậy thì nó làm cho cái phòng khách của chúng ta sang trọng hơn, nó làm cho phòng ốc của chúng ta đẹp đẽ hơn. Và anh chị đã thấy ở dự án Ruby Hà Nội này nó sẽ có một số hình ảnh để anh chị có thể nhìn thấy về căn hộ duplex của Ruby Hà Nội đó. Thì chủ đầu tư cũng đã có mô phỏng thiết kế cho những căn hộ duplex này, thì anh chị sẽ thấy rằng là nó có một cái tầm nhìn rất là thoáng đạt và đẹp, đúng không anh chị? Những người sở hữu cái căn hộ duplex này là những người anh chị phải có một cái gu rất là đặc biệt anh chị, và ngày càng chúng ta yêu cái sự thẩm mỹ hơn thì cái căn hộ duplex như thế này với diện tích ở rộng, với sự sang trọng thoáng đạt, thì nó là một trong những cái sản phẩm mà được rất nhiều anh chị đang mong muốn và tìm hiểu đó. Cái thứ sáu là bộ sưu tập diện tích trên không. Thì cái này thì Hòa chưa thấy chủ đầu tư công bố cho ngày hôm nay, nhưng mà trong một vài ngày tới chắc chắn là chủ đầu tư sẽ công bố sớm rồi. Thế thì với cái việc mà họ nâng cấp lên một cái loại hình căn hộ là hạng sang, thì Hòa cho rằng cái việc mà nâng cấp các cái tiện ích bên trong đó là cái điều dễ hiểu, đúng không anh chị? Ở đây sẽ có bể bơi 4 mùa. Theo những cái thông tin Hòa thấy rằng là chủ đầu tư sẽ nâng cấp cả bể bơi 4 mùa để cho phân khu hạng sang này, và sẽ có thêm những cái khu vực ví dụ như là vườn trên không này, các khu thiền, giả sử như thế, anh chị hình dung như thế. Hòa sẽ đoán là chủ đầu tư sẽ làm như vậy anh chị nhá, và chờ xem chủ đầu tư sẽ đưa ra cho chúng ta những cái tiện ích trên không nào độc đáo mà chủ đầu tư phải lưu vào đây để mà chia sẻ đó. Cái điểm thứ bảy đó chính là khi mà anh chị mua căn hộ tại dự án Ruby Elite thì anh chị sẽ được ưu tiên, anh chị nhá, ưu tiên, Hòa nhấn mạnh anh chị này, ưu tiên đăng ký chỗ đỗ xe ô tô dưới hầm với tỷ lệ 1:1, tức là mỗi một căn hộ anh chị mua Ruby Elite thì sẽ được ưu tiên để mà có thể xếp chỗ để xe dưới hầm theo tỷ lệ 1:1. Anh chị mua một căn thì có một chỗ đậu xe dưới hầm theo tỷ lệ ưu tiên như vậy anh chị nhá. Đó, đấy là một cái đặc quyền. Tiếp theo đó là cái điểm thứ 7, và cái điểm này cũng là cái điểm rất là hay, đúng không anh chị? Khi mà chúng ta, mặc dù cái bãi đỗ xe của Ruby Hà Nội là rất là gần với cái khu tòa nhà, nhưng mà nếu mà có một chỗ đậu xe dưới hầm, ưu tiên chỗ đậu xe dưới hầm chắc chắn hơn, thì chúng ta sẽ thích hơn và nó sẽ thuận tiện thoải mái cho cuộc sống của chúng ta hơn, đúng không anh chị? Trong cái bối cảnh gọi là thập kỷ ô tô sắp tới đây, đúng không anh chị? Tiếp theo, những cái thông tin tiếp theo này chị, là cái giá, chắc chắn anh chị sẽ quan tâm đến cái giá, đúng không anh chị? Cái giá mà chủ đầu tư đưa ra để gọi là rumor, giá gọi là giới thiệu, đó chính là 79 triệu trên 1 m². Giá này chưa bao gồm VAT và kinh phí bảo trì anh chị nhá. Nếu như vậy, tính trung bình ra, nếu chủ đầu tư vẫn tiếp tục sử dụng những cái chính sách như cũ như ban đầu, thì giá trung bình ở giai đoạn này cho những căn hộ trung bình nó sẽ rơi vào khoảng tầm, theo như Hòa nhận định nhá, thì giá nó sẽ rơi vào khoảng tầm, giá liêm yết nó sẽ rơi vào khoảng tầm, trung bình nó rơi vào khoảng 90 triệu. Có những căn hộ nó sẽ rơi vào khoảng, sau khi nếu anh chị không vay ngân hàng và sử dụng các chiết khấu, thì giá nó loanh quanh rơi vào, trung bình nó sẽ rơi vào khoảng 80 triệu một mét anh chị. 80 triệu một mét so với những cái thiết kế, so với những cái nâng cấp và so với những cái tiện ích mà anh chị nhận được, thì Hòa đánh giá là rất là tốt. Và tất nhiên những căn hoa hậu anh chị nhá, thì nó sẽ phải giá khác, đúng không anh chị? Bởi vì trong giai đoạn 1 thì chúng ta đã biết những căn vị trí đẹp, view mặt Đông Nam của Lumi Rustic thì đã có cái mức giá lên tới gần 90 triệu, đúng không anh chị? Khoảng 90 triệu sau khi chiết khấu đi, thì có những căn hộ nó đã đến cái mức như vậy rồi. Chính vì thế ở giai đoạn 2-3 này thì anh chị hình dung là những căn đẹp thì nó sẽ có cái giá cao hơn, và đây là cái giá mà chủ đầu tư công bố
để mà có thể cho khách hàng nhận booking bắt đầu từ tại thời điểm hiện tại. Khi mà anh chị xem video này là anh chị có thể bắt đầu tìm hiểu và đặt booking rồi. Và chủ đầu tư thì họ sẽ hé lộ dần dần những cái thông tin. Và ngày hôm nay thì chưa có quá nhiều thông tin, chỉ có những thông tin sơ khởi ban đầu như này để mà có thể chia sẻ với anh chị. Và một đặc điểm nữa này là ở giai đoạn cuối cùng này, giai đoạn 3, thì chủ đầu tư sẽ đề nghị là sẽ phải để 200 triệu cho một booking anh chị. 200 triệu cho một cái phiếu booking anh chị nhá. Gọi chính xác là ký quỹ có hoàn hạn anh chị. Thì tức là nếu anh chị đặt xong mà anh chị thấy giá như vậy, mà anh chị thấy hoặc là anh chị thấy không hài lòng, anh chị có quyền rút lại cái đơn, cái booking này anh chị nhá. Đấy là một cái lưu ý. Đó là những cái thông tin ban đầu về dự án Lumi Hạ Lộ giai đoạn 3. Và theo cá nhân Hòa thì thấy thế này, với một giai đoạn, với giai đoạn 3 của Lumi Hà Nội, với rất là nhiều cái tiện ích, sắp tới chủ đầu tư sẽ công bố và khơi mở dần. Và Hòa tin rằng là đây sẽ là phân khu cao cấp và chủ đầu tư cũng sẽ làm cho nó xứng tầm với cái phân khu có tên là hạng sang này, để mà chúng ta, những khách hàng cuối cùng, những người cuối cùng để mà chúng ta tìm hiểu và có thể là trở thành chủ sở hữu của những căn hộ ở đây, chúng ta cảm thấy hài lòng. Và lưu ý với anh chị, giai đoạn này chỉ có 697 căn hộ mà thôi. Chính vì thế mà anh chị cần phải rất là nhanh chóng liên hệ với những người đã tư vấn cho anh chị. Hoặc nếu như anh chị chưa có ai tư vấn thì hãy liên hệ với nhà tốt để Hòa có thể chia sẻ với anh chị, tư vấn cho anh chị một cách chính xác và nhanh chóng, để anh chị có thể là có được cái thứ tự ưu tiên sớm hơn, để mà mình có thể lựa chọn được căn hộ phù hợp với gia đình mình anh chị nhá. Chỉ có 697 căn hộ mà thôi. Ở giai đoạn 2 thì đã có rất nhiều anh chị không thể mua được căn hộ như ý muốn. Và ở giai đoạn 3 này thì anh chị cần phải nhanh chóng, nhanh chân hơn một chút. Bởi vì đây là booking có hoàn hạn. Trong cái thời gian chủ đầu tư đưa cái thông tin từ nay đến lúc mở bán, anh chị có thể xem xét và quyết định mình có muốn mua và sở hữu hay không anh chị nhá. Và điều đó là điều rất là quan trọng. Và nếu như anh chị không muốn booking ở dự án này thì ngay bây giờ hãy liên hệ với nhà tốt qua số hotline bên dưới màn hình anh chị nhá. Và Hòa sẽ cùng chia sẻ với anh chị, cùng anh chị thảo luận và lựa chọn những căn hộ phù hợp nhất với anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị trong những video tiếp theo.